Hello, chào mừng toàn thể anh chị em và con cô bác đã quay trở lại với DG Apple TV Anh chị em nhìn kỹ em xem hôm nay có nhiều kèo đấy cao lắm anh chị em ạ 14, 15, 14 đồ này, 14 một Max mắc Thì hôm nay mình còn hai con này thì nó, nó hơi xấu xấu một tí thôi nhưng mà Nói chung là tùy thuộc vào cái túi tiền của anh chị em và bà con có thể xuống tiền và mua sắm thôi Có 11 bộ đồ quốc tế này là full chức năng này Men này, màn thay này, vỏ thì không được đẹp này Thì con này mình bán cho anh chị em bà con là 4 triệu 4, 4 này Bà, bà con nào có nhu cầu thay pin mới thì thêm 200 nữa nhá Vì pin của nó hiện tại đang là pin 79 Máy 64GB, máy full chức năng không lỗi làm gì nhá Phê đi đầy đủ của anh chị em nhá 4 triệu 4 Con này là phiên bản 256GB, pin 100 Đấy, Con này phiên bản 256GB, pin 100 Thì mình thích lý lốt cho anh chị em là 4 triệu 8 Chứ thời gian trước bọn này mình bán toàn 5 triệu 4 thôi Thôi mình còn hai con bẩn bẩn xấu xấu này Mình bán, bán nốt thì gọi là xả ế Mà thật xả ế là gọi là thứ nhất là bán hòa Thứ hai là bán lỗ nên anh chị em đừng hy vọng là mình bảo là bớt được con này nhé mình không thiếu bớt được thì mình mất lỗ rồi anh chị em ạ đây hai trăm full chức năng này nhá một pro còn lúc nay anh chị em nào có điều kiện thì đi. anh chị em chơi một pro zin đi đấy mưa pro zin thì mình vẫn còn màu trắng này nhá màu trắng này đấy nói chung là giá bây giờ nó đang uh, giảm một cách gọi là nó giảm rồi đấy nó giảm một cách trầm trọng đấy thì thời gian trước thì mình bán con một pro quốc tế zin này này đây, con này mật khẩu là không là một khẩu năm một cơ mình quên vẫn nhầm này. Đây. đây. mấy đẹp keng này con này phiên bản 64GB mình đẹp keng luôn này Hồi xưa mình bán toàn 65 đấy Nhưng bây giờ mình bán cho anh chị em bằng 6 triệu 2 thôi 11 Pro quốc tế này Máy nguyên zin này này Con này nó con này, con này nó nguyên zin nhá anh chị em nhá Một trắng nữa thì mình để mình để dưới kia mình không cầm lên Đây là 6 triệu uh, 6 triệu 2 này Con trắng này nó, nó là màn lợn máy linh kiện này Con trắng này nó là màn linh kiện anh chị em nhá Con này mình phải để cho anh chị em bằng 5 triệu Vì con này rất là đẹp Thứ nhất là đẹp Thứ hai là phiên bản 256GB Vỏ đẹp lắm anh em ạ con này để cho anh chị em vào con thanh nhút là 5 triệu nhá. 5 triệu rất là gì rồi vì nó nó phiên bản 256 GB. Thì anh chị em mới bỏ ra số tiền 5 triệu thì anh chị em ra chỗ cửa hàng cho anh chị em hỏi xem thì 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 5 triệu anh chị em mua được gì? Thì mua được XS thôi. Anh chị em chỉ mua được iPhone XS thôi. Ok. 11 Pro đấy. Thì tiếp theo chương trình 11 Pro gì đâu nhỉ? 11 Pro thì tạm thời qua đi. Thì để chúng ta sẽ còn con XS gì hả nhỉ? XS gì hả này? XS quốc tế này full chức năng này, bàn thay này. Đấy, bên trên bàn thay này. Con này xem bao ghi chị em nhá. Con này hiện tại của nó đang là 64 g Mình thanh lý nốt là 3 triệu 2. XS quốc tế full chức năng 3 triệu 2. Mên zin màn thay. Nha, yeah, mên zin màn thay 3 triệu 2. Xem còn con nào nữa không? Đây còn con nữa này. XS thì con này bao ghi đây không biết này. Con này thì cũng thế thì cũng 3 triệu 2 này. XS đấy, chị em nhá anh chị em nào có nhu cầu mua kết tầm 3 triệu 2, 2 thì cứ đi liên hệ mình nhá. Thì tiếp theo chương trình thì đến với bà con là con iPhone XR độ này. Úi dồi ôi. XR độ 15 Pro Titan này anh chị em nhìn xem. Cái độ sắc nét của nó khác gì mấy 15 đâu. XR độ 15 Pro Titan. Đấy 051095 này. Đấy XR độ 15 Pro Titan. Quốc tế, zin, đẹp full độ vỏ 15 Pro. Con này để cho anh chị em bà con là 4 triệu 4. 14 Pro quốc tế Ui dồi con này đẹp lắm anh chị em ạ à. Con này 14 Pro quốc tế này Full chức năng Main zin Vỏ zin nhá, zin này Màn thay loại đẹp nhá Camera linh kiện không xác định là có nghĩa con này mình đã thay cam rồi Nhưng mà nó là thay cam bóc máy nhá Nó thay cam bóc máy nên là rất là nét Nên chị em không phải quan tâm về cái độ nét của cam của nó gì Vì này cam nó rất là nét Vì nó là cam zin mà Cam zin bóc máy mà Thì con này mình để cho anh chị em bà con là 11 triệu 800 nghìn đồng Đấy, với số tiền 11 triệu 800 000 đồng thì anh chị em có thể hữu được một chị 14 Pro rất là đẹp và rất là xinh anh chị em nhá. 14 bộ đồ này, 11 triệu 8 thôi. Đấy, thì là 128 GB. Con này thì để cho anh chị em là 12 triệu nhá, 14 Pro, quốc tế 128 GB full chức năng, main zin màn thay 12 triệu. Màn thay nó không báo màn, không báo gì hết thì để cho anh chị em bà con là 12 triệu nhá. Nhưng mà con này có một nhược điểm đó là thay lưng rồi. Anh chị em nhá, con này thay lưng rồi. Nhá, thay lưng rồi. Nó rất bá vân tay. Con con này nó là lưng zin, 11 triệu 8 thôi. Con này lưng rồi, 12 triệu bởi vì con này không báo gì anh chị em nhá. Đấy, nói rõ để cho anh chị em hiểu. Còn đâu là anh chị em nào muốn thích 14 Pro G thì mình có nhá. Trước mặt anh chị em bảo con là con 14 Pro này. Con này thì nói ra các bạn giật mình luôn. 14 Pro quốc tế này, máy nguyên zin, nguyên bản, nguyên áp, full chức năng, con này chưa động ốc nhá, chưa tháo ốc nhá. Con này nguyên áp luôn, rơi nước thoải mái anh chị em nhá. Con này mình để cho anh chị em bảo con là 14 triệu 500. Với tình trạng hiện tại máy nguyên zin, nguyên bản, nguyên áp thì pin chỉ có 78 thôi và anh chị em nào muốn nhu cầu thay pin nữa để thêm 300 nhá, pin 14 Pro. Đấy, con này mình để cho anh chị em báo con là 14 triệu 500 nhé Tiếp tục chương trình này có con con 2 256 này, 14 Pro quốc tế 256 GB. Đây, máy nguyên zin nguyên bản nguyên nát quốc tế full chức năng 14 Pro nhá. Máy 256 GB này, để cho anh chị em bà con là 15 triệu 800 màu đen hầm mố kinh khủng luôn anh chị em ạ. 15 triệu 700 thôi, 15 triệu 700, 256 GB anh chị em nhá. Và anh chị em có thể cân đối. Thì tiếp theo chúng ta sẽ có con iPhone 12 Pro Max rẻ đây. Trước bạn anh chị em bà con nó con iPhone 12 Pro Max quốc tế đùa con này mật khẩu gì quên mất đây. Con 12 Pro Max quốc tế full chức năng. Main zin, màn thay, pin thay, bản thị trường xuất châu Âu nhá. Máy quốc tế. Anh chị em nhá, pin mới 100%. Con này mình để cho anh chị em bảo con là 7 triệu 6 thôi. 12 Pro Max quốc tế 7 triệu 600 000 đồng full chức năng. 7 triệu. 6. Đây mình sót một con 12 Pro Max này. 12 Pro Max quốc tế zin men zin màn zin full chức năng nhá con này xước một tí ở lưng này này xước anh chị em nhá nó xước không phải nứt không phải vỡ gì đâu con này mình thanh lý nốt cho anh chị em mà con là 10 triệu tám trăm nghìn đồng 12 hai mắc quốc tế Menzin zin màn zin full chức năng như các bạn đã biết thì anh chị em nào mà hay đi tham khảo giá 12 hai mắc thì cũng biết là riêng cái giá 12 hai đồ mắc hiện tại nó giá giữ kinh khủng luôn anh chị em ạ giá rất là cao anh chị em có ra cửa hàng hỏi con 12 hai mắc zin đẹp full bây giờ bao nhiêu biết ngay 12 triệu 13 triệu nhưng con này mình bán 10 triệu 8 thôi Mên zin màn zin full chức năng Lưng hơi sức một tí Ok 10 triệu 800 Thì bỏ qua dòng 12 Pro Max Thì chúng ta sẽ đến với dòng 13 thường đi Thì trước mặt anh chị em bà con là con iPhone 13 thường Quốc tế full chức năng Mên zin màn thay Màu xanh rêu Như màu xanh rêu này Màu này là màu mới của 13 luôn Máy zin này Mên zin màn thay Nhớ con này mình để cho anh chị em bà con là 7 triệu 2 7 triệu 200 nghìn đồng tiếp theo chúng ta sẽ có con 13 thường quốc tế Menji màn zin, màn chính hãng anh chị em nhé Màn đính kiện Apple chính hãng thì anh chị em yên tâm một điều nó là màn chính hãng, màn zin. Nó là men nó là màn zin anh chị em nhé Pin 86. Con này thì mình để cho anh chị em bao con là 9 triệu 2. 9 triệu 2 13 thường zin, đẹp. Nó không phải đẹp mấy, còn là phải phải vì nó vì cái dòng cam của dòng dòng 13 này đấy thật sự anh chị em ạ. Dòng 13 này thì cam này rất hay sức 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 nhìn rất là khắm anh chị em ạ. Đấy. 9 triệu 2 thôi. 13 thường 9 triệu 2 Xem còn 13 thường được không nhỉ Mình tiện 13 thường mình giới thiệu luôn một dòng Thôi 13 thường hết rồi Thì chúng ta sẽ đến 12 Pro đi Thì trước mặt anh chị em mà con là hai con 12 Pro quốc tế Full chức năng Máy zin nhá Con này là máy zin đét này Một con là phiên bản bao nhiêu ghi đây Máy zin đét này Một con là phiên bản 256 Và một con là phiên bản 512 ghi Mực tí ti anh chị em nhá Một con là 512 ghi Và một con phiên bản 256 ghi này thì con này thì mình để cho anh chị em bao con hai con là giá là 7 triệu 3 nhá Máy trắng rất là đẹp 7 triệu 3 anh chị em ơi Ui dồi, máy trắng này Con này là máy zin tất 7 triệu 300 nghìn đồng Mực một tí thôi Mà phiên bản toàn 512 g 256 ghi Mực đây Một con mực chỗ này và một con mực chỗ này Đấy Thì anh chị em cân đối Nếu mà anh chị em mà thích màn mới mà linh kiện đẹp Thì thêm 500 nữa Thì thêm thành 7 triệu 8 Anh chị em nhá 7 triệu 8 thôi Mà để ghi cao nếu mà bình thường để anh chị em mua ghi cao này thì mà mua 512 ghi hoặc là 256 ghi này thì anh chị em phải bỏ ra số tiền là 9 triệu rưỡi anh chị mới mua được. Anh chị em yeah, nhá. Thì tiện đây có con 12 Pro thì cho anh chị em 12 Pro quốc tế máy zin này, máy nguyên zin nguyên bản nguyên áp này, con này rất thơm này, con này mình mua lại của khách này. Pin 93 anh chị em nhá. Máy nguyên zin nguyên bản nguyên áp quốc tế pin 93, phiên bản 128 ghi này. Mình để cho anh chị em vào con là chỉ 8 triệu rưỡi thôi. Quá rẻ, 8 đồng rưỡi. Quá là rẻ luôn. Như nguyên zin nguyên bản nguyên đáp còn hợp lý này pin 93 luôn đấy 12 Pro đấy thì chúng ta sẽ có con iPhone 11 thường 128 gb main zin màn thay chúng ta sẽ còn hai con anh chị em nhá mình để cho anh chị em vào con là 4 triệu tư thôi máy full chức năng main zin màn thay 4 triệu 400 nghìn đồng thì với số tiền 4 triệu 400 nghìn đồng thì anh chị em ra chỗ anh chị em hỏi xem mua được cái máy gì đây con này được còn được hai sim vật lý này Bằng CSA này được hai sim vật lý này 128 gb này đấy xem con này pin bao nhiêu nhá Pin con này thì em 3 thôi. Thêm 100 000 nữa mình cho cho cái pin mới. Còn riêng con này. Con này chắc pin mới rồi. Con 128 000 là chắc pin là mới rồi. Thì cũng chỉ là 4 triệu 4 thôi. 4 triệu 4 pin bao nhiêu đây? Ui giời cũng là pin pin bảo đâu pin thay rồi anh chị em ạ. Con pin bảo trì à? Thôi pin bảo trì. Anh chị em nhá. 4 triệu 4 thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ có con 15 Plus. Ui giời, bao nhiêu bạn đón chờ những con siêu phẩm 15 Plus này nhỉ? Thì trước mặt anh chị em mà con là con iPhone 15 Plus bản Việt AMA Bản Việt AMA này là bản nắp xin bình thường nhá Có khai xin vật lý, máy quốc tế, máy nguyên zin nguyên bản nguyên nắp pin 94 Con này phải nói là máy siêu chất Để cho anh chị em bà con là 17 triệu 500 Đấy anh chị em có đi tham khảo là cái giá 15 Plus cho anh chị em bao nhiêu vẫn ngay thì con này thì nói chung là người ta ăn nhậu cái uy tín anh chị em nhá. Con này mình bảo máy nguyên zin nguyên bản, nguyên nắp thì nào nó là máy nguyên zin nguyên bản, nguyên nắp nhá. Máy nguyên bản chế động ốc 17 triệu 500. Và 15 hồng này anh chị em ơi 15 hồng này Ui giời ơi máy siêu chất luôn này Nguyên riêng nguyên bản nguyên áp 14 triệu 500 Đấy 15 hồng Xinh Phải cả xinh luôn anh chị em ạ Quá xinh luôn 14 thường quốc tế này Máy nguyên riêng nguyên bản nguyên áp đẹp keng này Pin 88 này 11 triệu 500 anh chị em nhé Riêng con này thì mình bán rẻ hơn Con này thì mình mua rẻ mình bán rẻ thôi Con này thì mình để cho anh chị em vào con 10 triệu 500 thôi còn nguyên cái tiếng Hàn máy nguyên zin nguyên bản nguyên áp này. 14 thường nguyên zin nguyên bản nguyên áp, 128 g, 14 triệu. Ở à đâu? 10 triệu 500, 10 triệu 500. Thì anh chị em mà đang có nhu cầu mua dòng 13 Pro thì hãy đến với mình nhá. 13 Pro quốc tế này, nguyên zin này, nguyên bản này, full chức năng này. Còn màu xanh và màu trắng. Thì 13 Pro Max máy nguyên zin này thì nhà mình bán là cái giá là bao nhiêu nhỉ? 13 triệu 500 Thanh lý nhé là 13 triệu 500 Quá rẻ luôn chị em ạ 13 triệu 500 11 bộ đồ mắc quốc tế Zin Đẹp Full 7 triệu nhá, Màu vàng Con này máy nguyên Zin Đẹp mà lại full nhá, Nguyên tem này 7 triệu anh chị em nhé 13 bộ đồ quốc tế Phiên bản 256 g Rất nhiều bạn đang đón chờ siêu phẩm này Thì con này là phiên bản 256 g Full chức năng Úi rồi ôi Sao báo lắm thế này ta Pin linh kiện không xác định màn hình linh kiện không xác định cam linh kiện không xác định nhưng mà rất tốt nó vẫn là full chức năng phiên bản 256 g để cho anh chị em bảo con là 7 triệu 500 nghìn đồng 7 triệu 500 nghìn đồng 13 bộ đồ full chức năng vỏ bình thường không được đẹp 12 bộ đồ quốc tế 256 gb zin đẹp full cho anh em đây 9 triệu 2 256 x kết mắc quốc tế full chức năng bên zin màn thay anh chị em ơi 4 triệu rưỡi thôi 256 gb nhá, XMAC 256 gb 4 triệu rưỡi Quá rẻ anh chị em ạ 13 Pro quốc tế nguyên zin nguyên bản full chức năng 10 triệu 900 nghìn đồng 10 triệu 900 nghìn đồng 13 Pro 12 mini thì mình còn hai mẫu 12 mini quốc tế này Nguyên zin này Nguyên bản này Nguyên áp 128 ghi anh chị em nhá 5 triệu 2 13 mini thì đây mình còn mấy mình còn hai con này mình thanh lý nốt này, máy nguyên zin nguyên bản nguyên áp này. Hôm trước mình bán 7 triệu 5, 5 đúng không? Giờ mình bán 7 triệu 2 thôi này nguyên dinh, nguyên bản nguyên đáp này màu đen màu trắng 7 triệu hai thế này à bạn nào có đang có nhu cầu mũi xs này nhỉ đây có mấy cái xs đây thì anh chị em xem nốt đây xs đây đây mấy cái này để xs đây thì cái này mình mình nghe quốc tế này mấy nguyên zin này XS quốc tế hàng zin anh chị em nhá hàng zin này thì phiên bản 256GB thì mình để cho anh chị em bảo con là 4 triệu bảy và phiên bản 64 mươi đây 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 nó là hàng zin áp nhá đấy nghĩa hàng zin áp này không các bạn bảo là mình không bán hàng zin áp đây hàng zin áp đây này, này. 64GB thì mình để cho anh chị em bao con là 4 triệu 1 256GB thì 4 triệu 7 anh chị em nhá Ok XGZ này giờ máy nguyên zin nguyên bản nguyên áp này 4 triệu này XRZ 4 triệu anh chị em nhá Đấy. Con 6S này thì mình bán 700 này Con iPhone 6S này thì nó là máy dính ngạch cloud nhá Về anh chị em phải buy bát này Nhá Hôm qua mình thài với các bạn mình mua là 600 Đúng không nhỉ Mình mua 500 đúng không À đúng không mình mua 500 Con này mình mua 500 này Máy đẹp kia nguyên zin nguyên bản nguyên áp máy bị dính ngày cả nào đấy con này mình mua 500 mình bán thêm 100 nữa mình là 600 000 mình bán 600k con này bao ghi không biết đây 64 g anh chị em nhá 64 g này bán 600 000 thôi máy nguyên zin về anh chị em tự bay bát hoặc anh chị em lấy mỗi cái màn này ra 500 rồi đấy, mình bán 600 thôi anh chị em nhá đây còn đâu là nó đây là màn thay 64 g thì mình để cho anh chị em bảo con là 4 triệu thôi 4 triệu thôi đấy, ok anh chị em xem cân đối để con gì chốt nhá cảm ơn anh chị em cảm ơn con